Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành chính thức chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình này được triển khai trên tinh thần thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó đáng chú ý, nghị quyết nêu rõ về việc khuyến khích các tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung này đã nhận được sự quan tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với chương trình giáo dục hiện hành, tất cả học sinh các trường đều dùng chung sách giáo khoa của khối lớp mình do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Việc dùng chung một bộ sách, nhiều người trong ngành giáo dục cho rằng sẽ ổn định, an toàn, song dễ gây cho học sinh sự nhàm chán, thiếu tính sáng tạo, đồng thời sẽ dẫn đến tình trạng độc quyền trong sách giáo khoa. Bộ Giáo dục làm độc quyền sẽ đem đến một cái tác hại là cái học sinh chỉ là đúc ra một cái khuôn mà chúng ta không có đa dạng, không có phong phú. Và thứ hai, và chính những cái tai hại thứ hai là những người mà trực tiếp làm công tác giảng dạy, đào tạo cho em, đáng lẽ là người đó là phải biên soạn mới sát được cái yêu cầu của cái đào tạo của học sinh. Bây giờ là những người mà không dạy, chỉ là quản lý nhà nước. Cho nên nhà bộ giáo dục nên trở về cái việc là quản lý nhà nước, quản lý chương trình để cho người ta đi có đúng hay không kiểm tra, chứ không nên là vừa đánh bóng vừa thổi còi, như vậy nó không hợp lý. Rõ ràng việc có nhiều bộ sách giáo khoa là điều cần thiết bởi sẽ tạo được sự phong phú đa dạng. Tuy nhiên, để có một bộ sách giáo khoa chất lượng, theo các giáo viên phụ huynh, sách nhất thiết phải tinh giản, lược đi yếu tố hàn lâm, nội dung cần sát thực tế để học sinh dễ liên hệ, và đặc biệt là phải giúp cho học sinh có thể tự học ít nhất là những nội dung cơ bản. Và để hội đủ các tiêu chí này, việc chọn ban biên soạn phải đặc biệt quan tâm về trình độ cũng như năng lực, không cần quá nhiều bộ sách mà nên tập trung vào chất lượng. Nên phá độc quyền, nhưng vấn đề quan trọng là ai sẽ được viết những cuốn sách giáo khoa như thế, chứ không phải là tỉnh nào cũng viết một bộ sách của tỉnh mình, rồi tự phát hành trong nội bộ tỉnh mình thì chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Tôi nghĩ rằng là phụ huynh thì cũng không nên là quá lo, dư luận không quá lo về cái vấn đề này, bởi vì khi mà đã ban hành cái khung chương trình mới rồi là có nhiều bộ sách giáo khoa thì chắc chắn ở các tỉnh, cái ngành giáo dục thì rồi là địa phương, tức là các trường thì sẽ có cái tham khảo và phải có cái chỉ đạo đồng bộ. Tin rằng là cũng không đến cái mức là ví dụ như trường A thì sử dụng bộ sách này rồi trường B lại sử dụng bộ sách khác, gây hoang mang trong cái cho phụ huynh học sinh. Cùng với đó, việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa cũng phải được xã hội hóa. Khi đó sẽ huy động được nhiều nguồn lực trí tuệ và cả tài chính, giáo viên cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn để phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy. Giáo viên cũng sẽ có cái điều kiện tốt nhất để lựa những cái sách giáo khoa nó phù hợp với các em, với lứa tuổi các em, với hoàn cảnh các em. Và dĩ nhiên là thị trường, tức là nó là cung và cầu, và nó sẽ quyết định cái hiệu quả của cái mỗi loại sách khoa. Nếu mà anh không làm tốt về nội dung, về phương pháp thì người ta sẽ loại anh ra. Và như vậy thì chúng ta còn những cái chuyện tinh hoa. Một khi có tính cạnh tranh, thông qua khách hàng là các thầy cô giáo, các em học sinh, chắc chắn những bộ sách giáo khoa không đạt yêu cầu về nội dung lẫn hình thức sẽ bị đào thải theo quy luật để nhường chỗ cho những bộ sách giáo khoa chất lượng, mang lại hiệu quả trong dạy và học.